Anh Ngô, anh Đạt, anh vẽ cái gì đây? Biết điều ấy thì vẽ lại ngay bước khác, còn không thì bực cả mình. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội để anh được chăm sóc em, được ôm lấy em từng đêm.